Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh điện tổng hợp của mình Thì ở video hôm nay mình giới thiệu đến các bạn một cái mạch Điều khiển ba con động cơ kéo ba băng tải chạy tuần tự và tắt tuần tự Ở đây mình có ba con động cơ M1 kéo động băng tải 1 M2 kéo băng tải 2 M3 kéo băng tải 3 Nguyên lý hoạt động của nó như sau Khi ta ấn nút ON 1 thì động cơ M1 chạy Ấn ON 2 thì động cơ M2 chạy Ấn ON 3 thì động cơ M3 chạy với một yêu cầu như sau Động cơ M2 chỉ chạy khi mà động cơ M1 đã chạy Động cơ M3 chỉ chạy khi mà động cơ M2 đã chạy Và khi dừng động cơ Dừng máy thì chúng ta có thể ấn vào nút stop Thì ba động cơ sẽ dừng cùng một lúc Hoặc là chúng ta sẽ dừng từng động cơ Theo thứ tự 1, 2, 3 Nghĩa là động cơ M2 chỉ dừng khi mà động cơ M1 đã dừng Đó, Ấn nút ở 1 thì động cơ M1 dừng khi mà động cơ M1 đã dừng rồi thì chúng ta ấn nút ở 2, động cơ M2 mới dừng. Và khi động cơ M2 đã dừng rồi thì chúng ta ấn nút ở 3 thì động cơ M3 mới dừng. Thì đây là cái mạch mình vừa mới thiết kế xong. Các khí cụ điện sử dụng trong mạch sẽ gồm: Automatic Q1 để đóng cắt nguồn điện cho mạch, tiếp điểm động lực của công tắc k 1 kết hợp với dư le nhiệt rn 1 để cấp điện cũng như bảo vệ động cơ M1 kéo băng tải 1. Tiếp điểm động lực của công tắc tơ K2 kết hợp với dơ lên nhiệt rn 2 để cấp điện cũng như bảo vệ động cơ M2 kéo băng tải 2. Tiếp điểm động lực của công tắc tơ K3 kết hợp với dơ lên nhiệt rn 3 để cấp điện cũng như bảo vệ động cơ M3 kéo băng tải 3. Về phía mạch điều khiển chúng ta sẽ lấy nguồn từ một pha đi qua cầu trì. Thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng 7 nút ấn. Một nút ấn stop để dừng toàn bộ máy. Nút on 1 up 1 để bật tắt động cơ 1 on 2 đập up 2 để bật tắt động cơ 2, on 3 ở 3 để bật tắt động cơ 3. Đây là các tiếp điểm của dư lên nhiệt để bảo vệ này các bạn này. Khi mà một trong ba con động cơ gặp sự cố, Dư lên nhiệt tác động thì toàn bộ mạch của chúng ta sẽ ngừng hoạt động. Thì bây giờ mình sẽ chạy mô phỏng cho các bạn xem. Bật Atomat Q1 để cấp nguồn cho mạch này. Thì khi mà động cơ M1 của chúng ta chưa chạy Chúng ta có ấn nút ON 2 Hay ấn nút ON 3 Thì động cơ M2 và M3 cũng không thể chạy được nha các bạn nhé Bắt buộc chúng ta phải ấn nút ON 1 Để cho động cơ M1 chạy đã Khi ấn nút ON 1 thì cuộn hút công tắc tơ K1 được cấp điện Tiếp điểm K1 chỗ này đóng lại để duy trì Cũng như để cấp điện cho mạch điều khiển động cơ M2 Khi mà động cơ M1 đã chạy rồi thì chúng ta ấn nút on 2 khi ấn nút on 2 thì cuộn hút công tắc tơ K2 được cấp điện tiếp điểm của K2 chỗ này sẽ đóng lại để duy trì cũng như để cấp điện cho mạch điều khiển động cơ M3 tiếp điểm K2 chỗ này sẽ mở ra để tách biệt giữa mạch điều khiển động cơ M1 với mạch động cơ M2 ra tiếp điểm K1 chỗ này sẽ đóng lại để loại bỏ cái nút on hai để lát nữa chúng ta sẽ thử cái trường hợp khi mà tắt động cơ khi mà động cơ M hai đã chạy chúng ta ấn nút on ba khi ấn nút on ba thì cuộn hút công tơ K ba được cấp điện tiếp điểm K ba chỗ này đóng lại để duy trì tiếp điểm K ba chỗ này mở ra để tách biệt giữa mạch điều khiển động cơ M hai với mạch điều khiển động cơ M ba động cơ M3 chạy tiếp điểm của cái hai chỗ này sẽ đóng lại để loại bỏ cái nút ở ba và bây giờ khi mà động cơ M2 đang chạy thì chúng ta có ấn nút ở ba thì động cơ M3 cũng không dừng tương tự động cơ M1 đang chạy mà chúng ta có ấn nút ở 2 thì động cơ M2 cũng không thể dừng được chúng ta cũng dừng cũng phải theo trình tự một hai ba và để dừng động cơ thì chúng ta có thể dừng ba con động cơ cùng một lúc bằng cách ấn nút stop này. Đó. khi ấn nút stop thì tất cả hệ thống của chúng ta sẽ dừng ba động cơ sẽ dừng cùng một lúc. Đó. hoặc là các bạn có thể dừng từng con động cơ cũng vẫn phải theo trình tự một hai ba nghĩa là khi dừng chúng ta phải ấn nút ở một cho động cơ m một dừng khi mà động cơ m một dừng K1 mất điện thì tiếp điểm K1 chỗ này sẽ mở ra thì nút up 2 mới có tác dụng. Thì lúc này chúng ta ấn nút up 2 thì cuộn hút công tắc tơ K2 mất điện thì động cơ M2 sẽ dừng. Và tiếp điểm của K2 chỗ này cũng sẽ mở ra. Lúc này tiếp nút ấn up 3 sẽ có tác dụng. Thì lúc này chúng ta ấn nút up 3, cuộn hút công tắc tơ K3 mất điện thì động cơ M3 sẽ dừng. Đó, nghĩa là cái mạch này chúng ta sẽ chạy tuần tự theo thứ tự là M1, M2, M3 và tắt cũng phải tắt theo trình tự M1, M2, M3. Đó. Ví dụ khi ta tắt động cơ M1 mà chúng ta chưa tắt động cơ M2 thì chúng ta có ấn nút ở 3 thì động cơ M3 cũng không thể dừng được. Bắt buộc chúng ta phải tắt theo trình tự khi chúng ta tắt M2 thì chúng ta mới có tắt, thể tắt được động cơ M3. khi ba con động cơ đang chạy và một trong ba con động cơ gặp sự cố. Mình giả sử là con động cơ mà hai này gặp sự cố nhá thì dơ lên nhiệt RN2 sẽ tác động. Khi dơ lên, nhiệt tác động thì tiếp điểm chân 95-96 của dơ lên nhiệt sẽ mở ra. Ngắt điện của mạch điều khiển, hệ thống của chúng ta sẽ dừng hoạt động. Thì ở chỗ này thì các bạn nên thiết kế thêm cái mạch đèn báo sự cố cho từng động cơ riêng thì lúc đó nó sẽ hiển thị xem động cơ nào đang gặp sự cố để chúng ta xử lý thì cái phần đó mình nghĩ là đơn giản rồi thì bạn nào cũng có thể sử dụng cái chân tiếp điểm chân chín bảy chín tám của dưa len nhiệt để cấp cho một cái đèn báo thì rất là đơn giản rồi đó. sau khi kiểm tra động cơ khắc phục sự cố xong thì chúng ta ấn reset trên dây len nhiệt thì mạch của chúng ta lại tiếp tục hoạt động đó. mình sẽ chạy lại một lần một vài lần nữa cho các bạn quan sát Đó. Lúc tắt thì chúng ta cũng vẫn phải bắt buộc tắt từ động cơ M1 sau đó tắt động cơ M2 Rồi tiếp tục tắt đến động cơ M3 Chạy cũng phải theo trình tự 123 và tắt cũng phải tắt theo trình tự 123 Thì mình xin kết thúc video của mình tại đây Các bạn xem video mà cần bổ sung những gì cho mạch hoàn thiện hơn để lại bình luận phía dưới video Để góp ý cho mình Các bạn có thể vẽ lại sơ đồ này Hoặc là chụp lại màn hình Để có cơ hội thì chúng ta sẽ đi cùng nhau Đi đấu nối trên thiết bị thực tế Các bạn xem video thấy hay và có ích Thì nhớ like, chia sẻ